Trước khi đến với phần chính của video, cho mình hỏi các bạn một câu. Ở đây có ai chưa xem sách bao giờ thì có thể lên tiếng được không ạ? Thế thì có bao nhiêu bạn đã từng xem sách rồi? Câm mồm! Có nhiều bạn không biết thì hôm nay là sinh nhật của mình. Và sinh nhật của mình thì mẹ rất là buồn, mẹ cô đơn vãi cơ. Mà điều mình muốn nói ngày hôm nay đó chính là cái việc mà xem sách. Mấy ngày hôm nay trên mạng là rất nhiều người đang đăng cái vụ mà Viettel với lại FPT là chặn website, chặn link sách, chặn những cái trang web mà có nội dung nhạy cảm 18 cộng các thứ. Thì kiểu bản thân mình thì mẹ nó thiếu đi một thứ, nó thiếu đi một cái gọi là cái phần của cuộc sống ấy. Các ông thử hiểu là hôm nay sinh nhật, đáng lẽ là trong cái thời gian biểu ngày hôm nay của tôi là tôi sẽ ở nhà, đóng hết cửa lại, tắt hết đèn đi, sau đấy bật một bộ phim của một cái idol mình yêu thích lên, Yua Mikami, sau đó là tôi sẽ tụt quần ra và làm những việc mà tất cả thằng con trai đều đã làm từ năm 16 tuổi. Thật ra là lần đầu tiên mình làm ở năm mình 13 tuổi. Nói chung là không có gì tự hào để mà khoe về cái điều đấy cả. Cái việc mà mình xem sách từ năm lớp 6, lớp 7 ấy, từ cái thời mà mình đang là một thằng đang còn đeo khăn quàng đỏ. Đéo phải khăn này. Cái hồi đấy là những cái lần đầu tiên những thằng con trai có những cái trải nghiệm mà đi xem những cái bộ phim mà người lớn chưa bao giờ nói với nó, và nó cũng chưa hề biết là trên đời này lại xuất hiện cái thể loại phim nó hay như thế. Thực ra cái lần đầu mình xem nó rất là tình cờ, vì mình ra quán net mình chơi điện tử. Hồi đấy là mình còn bắn đột kích cơ, thì mẹ còn trẻ con vãi cả lìn. Và cái thằng ngồi bên cạnh nó mở một bộ phim, mà thật là không may, bởi vì cái bộ phim sách đầu tiên mình xem lại là bộ phim da đen BBC Big Black Cock. Nó ghê, nó kinh khủng, nhưng mà nó lại ghi cho mình một cái dấu ấn. Và cái cụm từ sách đấy sau đấy mình mới biết là nó là những bộ phim khiêu dâm. Và trải qua những cái thời gian đấy thì khi mình lớn lên mình phát hiện ra ô, việc đó thực ra chả có gì xấu hổ cả. Không phải chỉ một mình xem. Trước đây mình xem kiểu mình thấy tội lỗi vãi lìn. Mình là một thằng kiểu là dâm ô, đồi trụy. Mình là một thằng khốn nạn. Không phải là con ngoan trò giỏi, không phải là cháu ngoan Bác Hồ. Và mình cảm thấy cái việc xem sách của nó rất là vô đạo đức, vì là ai cũng nói mình cái điều đấy là điều không hay, điều đấy nên cấm. Đúng là cái thời điểm đấy mà xem sách là một cái được gọi là mẹ đồi trụy vô học, rất là mất dạy về một thằng học lớp 7 mà đã xem cái thể loại phim đấy rồi. Tuy nhiên thì sau này mình lớn lên cấp 3 thì mình phát hiện ra không có thằng con trai nào mà chưa từng xem. Và cái quan điểm cá nhân của mình trả lời câu hỏi xem sách có xấu hay không á, chả có gì xấu cả. Các bạn tưởng tượng đi, khi các bạn xem sách nó còn bổ ích hơn là khi chúng ta mà kiểu có những cái hành động đồi trụy biến thái ở bên ngoài. À, có một số người kiểu đổi lỗi là vì mẹ do xem sách nhiều, thanh niên Việt Nam mới kiểu hay ra đường rồi hay làm mấy cái trò đồi bại hay có biến thái. Mình nghĩ là cái vấn đề biến thái đấy nó nằm ở bản chất con người. Một cái thằng vốn dĩ nó biến thái, một thằng vốn dĩ khốn nạn, một thằng vốn dĩ nó bệnh hoạn như thế, thì có việc nó có xem sách hay không ấy, thì nó vẫn cứ làm những cái hành động nó bẩn thỉu như thế thôi. Chả có việc gì mà chúng ta đổi lỗi cho những bộ phim cả. Chả ai xem phim giết người xong ra đấy bắt đầu mới đi giết người cả. Hoặc là cũng có một vài ngoại lệ. Mình không phải là cổ suý cho việc xem phim 18 cộng, nhưng mà khi chúng ta lớn rồi, ở cái độ tuổi tầm từ 15, 16 tuổi trở lên, thì cái việc xem phim 18 cộng mình nghĩ là một việc cần thiết để nó giúp chúng ta giải tỏa nhu cầu. Theo một số nghiên cứu thì cứ 7 giây là con trai sẽ nghĩ đến sách một lần. Và mình cảm thấy nghiên cứu này không đúng, bởi vì nếu cứ 7 giây thì mình nghĩ đến sách một lần, thế thì trong 6 giây còn lại mình biết nghĩ về cái gì? Nghĩ về bài tập toán à? Hay đi mẹ hóa học? Hay là tập làm văn? Hay đi mẹ sinh học? Và cái việc xem sách thực ra mình cảm thấy nó không phải là một thứ mà ảnh hưởng đến cái nhận thức của chúng ta, không phải là một thứ mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến tính cách của chúng ta. Khi chúng ta cân bằng xem nó để giải tỏa, giải trí, nó không có gì xấu cả. Trừ những cái thằng nó bệnh hoạn quá, nó lạm dụng cái đấy và nó chìm đắm trong đời sống tình dục trong phim ảnh, thì những cái thành phần đấy mình không nói. Nhưng mình đang nói về việc xem phim 18 cộng bình thường, nó không có gì xấu cả. Ok, nhiều bạn nghĩ, và sẽ có nhiều bạn lôi cái chứng cứ phản biện ra là thanh niên Việt Nam tỷ lệ xem sách thuộc dạng cao nhất Ấn Độ, cao nhất thế giới. Thực ra cái này là mình nghĩ là cũng không đúng, bởi vì cái thống kê đấy là người ta thống kê theo cái lượng tìm kiếm từ sách. Bởi vì các bạn biết là nếu mà như thế thì chúng ta rất là đáng buồn. Đáng buồn không phải là vì thanh niên chúng ta xem sách nhiều, mà đáng buồn là vì bọn nó không biết tìm từ khóa khác. Các bạn thử tưởng tượng đi, ở bên nước ngoài người ta còn xem sách nhiều hơn chúng ta, nhưng người ta tìm kiếm từ khóa khác. Người ta có thể tìm kiếm từ khóa mom này, teacher này, rồi là girlfriend này, rồi là neighborhood này.
chứ người ta lại không gõ thẳng ra ba chữ SEX vào màn hình. Cái việc mà thanh niên Việt Nam có tỷ lệ tìm kiếm từ khóa sách cao nhất thế giới chỉ là vì kém tiếng Anh thôi, không biết nghĩ ra cái thể loại phim gì và chỉ biết đóng ba chữ SEX vào màn hình sau đó bấm Enter. Buồn cười nhất là có mấy ông vlog ở Trung Quốc ra 1 tỷ mấy dân cơ, rồi xong lại bảo là bên nước đấy không tìm kiếm sách. Sao các bạn biết? Bởi vì bên đấy có gõ ký tự tiếng Anh nhiều đâu. Biết đâu người ta tìm kiếm từ sách bằng ký tự Hán tự nhiều nhất thế giới thì làm sao? Có bao nhiêu thể loại, bao nhiêu hình thức, bao nhiêu hình thái mà người ta có thể tìm kiếm bằng chữ Trung Quốc? Mấy ông có thể đổi lỗi như thế được không? Thật là bất công bằng với người Việt Nam chúng ta, bất công bằng với giới trẻ Việt Nam. Các bạn đánh giá đạo đức của giới trẻ Việt Nam quá kém. Mình nghĩ là giới trẻ ở đâu người ta cũng xem cả thôi. Và cái việc chặn cái website đấy thì mình nghĩ là mình cũng hiểu được cái gọi là suy nghĩ của những người lớn, những người đang còn gánh vác cái trọng trách của đất nước, những người có kiểu là trách nhiệm cao. Chặn website đấy thì cũng có một phần hay là có thể giúp cho những cái bạn trẻ bớt tiếp xúc với văn hóa đổi trụy hơn. Tuy nhiên thì nó lại hơi bất công với những người mà chàng thanh niên hơn 20 tuổi như mình. Nói thật, mình bây giờ làm gì có cái gì để giải quyết ngoài việc ngồi xem phim. Cho nên mình cảm thấy cái việc mà chúng ta xem porn ấy, hay xem sex ấy, hay xem những cái bộ phim 18 cộng ở đúng độ tuổi thì nó không có gì là quá đáng cả. Tất nhiên là cái việc mình xem vào năm lớp 7 thì có vẻ là hơi sớm so với dự định. Nhưng mà không sao, đến bây giờ mình vẫn rất là bình thường, mình có một đời sống bình thường và mình không làm việc gì xấu cả. Mình không bệnh hoạn, mình không phải định bạ lên xe buýt rồi xong quấy rối người khác giống như kiểu là mấy cái ông già kia. Mình không biết là thời của mấy cái ông già biến thái bệnh hoạn kia đã có phim sách chưa, mà bây giờ suốt ngày cứ lên xe quấy rối đấy. Làm sao mà đổ lỗi cho phim được? Phải đổ lỗi cho bản thân mình, đổ lỗi cho bản chất của con người. Đừng bao giờ lôi phim sách ra để bao biện cho những cái việc xấu mà các bạn làm. Các bạn có biết các bạn làm như thế là sỉ nhục những người xem sách chân chính như mình không? Ok, thì cuối cái video này, điều mình chỉ muốn nói là hôm nay là sinh nhật mình và mình không có phim sách để xem. Mình khá bức xúc về điều này và mình chỉ muốn trả lời các bạn một câu rằng xem sách không có gì là xấu cả. Khi nào mà các bạn làm những hành động xấu thì đó mới đáng lên án. Các bạn thử hỏi xem, sẽ có nhiều bạn nói là chả lẽ là đến lúc nào mà ông hành động rồi thì tôi mới có quyền phê phán à? Không phải, cái việc người ta có hành động như thế hay không là về bản chất của người ta chứ không phải người ta xem sách nhá.